bạn đang có dự định đi làng cù lần Đà Lạt, nhưng vẫn chưa biết đi như thế nào, giá vé làng cù lần ra sao, và đi đến làng cù lần rồi thì sẽ chơi gì, ăn gì và ở đâu. Vậy thì hãy cùng Lộc Travel Việt tham khảo những chia sẻ kinh nghiệm đi làng cù lần chi tiết dưới đây nha. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết là làng cù lần ở đâu. Địa chỉ của làng cù lần Đà Lạt nằm ở thôn Suối Cạn, xã Lác, huyện Lạc Dương, thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 21 km về phía bắc, theo hướng đi thung lũng Vàng. Địa điểm du lịch Đà Lạt này là một ngôi làng nằm ẩn mình giữa những thung lũng cù lần, với hai bên là đồi thông thơ mộng cùng với dòng suối chảy róc rách. Còn nói về thời gian mở cửa của làng cù lần, thì địa điểm du lịch Đà Lạt này đón khách tham quan và hoạt động nhóm ngoài trời từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều các ngày trong tuần. Ngoài ra thì làng cù lần Đà Lạt còn đón khách sinh hoạt lửa trại giao lưu văn hóa cồng chiêng từ 5 giờ tối cho đến 10 giờ đêm các ngày trong tuần luôn. Còn đối với những du khách du lịch Đà Lạt đến đây để nghỉ dưỡng cắm trại thì làng cù lần Đà Lạt luôn sẵn sàng đón tiếp 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương tiện và cách di chuyển đến làng cù lần nhé. Theo như kinh nghiệm đi du lịch làng cù lần của Block Travel Việt thì hiện không có tuyến xe buýt nào đi tới làng cù lần cả. Bạn có thể đi bằng xe máy hoặc ô tô. Ngoài ra còn một cách khác nữa để đi đến địa điểm du lịch Đà Lạt này, đó là bạn có thể chọn tour du lịch Đà Lạt ghép một ngày, vừa tham quan được nhiều địa điểm du lịch Đà Lạt nổi tiếng lại tiết kiệm được chi phí cho chuyến đi. Nếu bạn muốn du lịch làng cù lần tự túc thì có thể tham khảo đường đi tới làng cù lần sau đây nhé. Đầu tiên, lấy chợ Đà Lạt làm tâm điểm xuất phát, các bạn sẽ đi theo hướng thung lũng Vàng hoặc làng Biang, tây đường Xô Viết Nghệ Tỉnh thì chạy thẳng tới ngã ba giáo xứ Tùng Lâm. Sau đó có hướng đi làng Biang, rồi rẽ trái vào đường Angroes và tiếp tục đi thẳng thêm 15 km nữa là tới được làng cù lần rồi đó các bạn ạ. Còn nói về giá vé tham quan làng cù lần Đà Lạt thì bạn giá vé được chia như sau. Thứ nhất là giá vé vào cổng tham quan làng cù lần Đà Lạt là 30.000 đồng một người lớn, trẻ em dưới 10 tuổi là 20.000 đồng một bé. Và sẵn tiện đây thì Block Travel Việt cũng xin thông báo thêm một số bảng giá tham quan dịch vụ tại làng cù lần Đà Lạt cho các bạn cùng tham khảo luôn nha. Xe đạp trẻ em là 30.000 đồng một giờ, cưỡi ngựa trên đồng cỏ tại làng cù lần Đà Lạt là 50.000 đồng một vòng. Giá vé chèo bè, thuyền bắt cá 60.000 đồng một giờ, tối đa chở được 5 người trên một chuyến. Và nếu như các bạn tham gia hoạt động câu cá nướng tại chỗ ở địa điểm du lịch Đà Lạt này thì sẽ là 150.000 đồng một ký. Còn nếu như các bạn muốn trải nghiệm hoạt động bắt suối cá tại làng cù lần Đà Lạt thì giá là 30.000 đồng 90 phút cho một người. Thả cá xuống suối để bắt là 200.000 đồng một ký. Hoặc là hoạt động tắm tiên tại làng cù lần Đà Lạt có giá là 30.000 đồng một người. Còn tour trải nghiệm làng cù lần Đà Lạt bằng xe jeep thì giá là 240.000 đồng một xe 6 người. Hoạt động đốt lửa trại là 60.000 đồng một người. Hóa trang thành người dân đồng bào là 20.000 đồng một bộ. Giao lưu văn hóa cồng chiêng tại làng cù lần Đà Lạt thì tùy theo số lượng du khách mà khu du lịch làng cù lần Đà Lạt sẽ đưa ra những mức giá khác nhau. Ngoài ra, tại địa điểm du lịch Đà Lạt này còn cung cấp dịch vụ lưu trú với mức giá dao động từ 1.500.000 đồng 2 người cho đến 2.500.000 đồng 4 người, đã bao gồm các chi phí dịch vụ vui chơi tham quan khác. Hoặc là bạn có thể chọn thuê liều với mức giá tham khảo là 1.800.000 đồng cho 10 người. Và các bạn biết không, nhiều du khách du lịch Đà Lạt khi đến với địa điểm du lịch Đà Lạt này, đặc biệt là nhóm du khách Đà Lạt đi theo đoàn đông theo công ty và muốn tổ chức chơi team building, thì tại địa điểm du lịch Đà Lạt này cũng cung cấp rất nhiều dịch vụ phục vụ cho hoạt động vui chơi team building này. Cụ thể như là đối với đoàn tổ chức team building, liên hệ trước để khu du lịch làng cù lần Đà Lạt sắp xếp và chuẩn bị dụng cụ, và chỉ nhận những đoàn team building từ 30 người trở lên thôi. Và giá vé tổ chức team building tại làng cù lần Đà Lạt là 120.000 đồng một người. Với vé team building thì du khách du lịch Đà Lạt sẽ được sử dụng mặt cỏ, hồ nước, bè, suối, rừng đã được trang bị các trò chơi kỹ năng. Thời gian tổ chức team building tại địa điểm du lịch Đà Lạt này bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng và kết thúc trước 5 giờ chiều. Ngoài ra, tại đây còn cho thuê hệ thống âm thanh để tổ chức team building. Với mức giá tham khảo dành cho hệ thống âm thanh cỡ lớn là 3 triệu đồng một dàn trong vòng 4 tiếng, còn hệ thống âm thanh cỡ nhỏ là 1.500.000 đồng một dàn trong vòng 4 tiếng. Vậy là trên đây, Block Travel Việt đã chia sẻ hết những bảng giá dịch vụ tại làng cù lần Đà Lạt cho các bạn rồi đó nha. Tiếp theo, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm một chút thông tin về làng cù lần Đà Lạt nha. Không biết là các bạn có thắc mắc về cái tên cù lần tại địa điểm du lịch Đà Lạt này không ta? Chứ riêng Block Travel Việt thì khi nghe tới tên làng cù lần thì cảm thấy vô cùng tò mò. Và để giải thích cho cái tên làng cù lần này thì Block Travel Việt cũng có tìm hiểu một số thông tin như sau.
Đó là vào những năm đầu của thế kỷ 20, có một chàng trai bỏ trốn thành thị để lên rừng cùng người yêu xây dựng thiền đường chốn trần gian. Ngày đêm chàng băng rừng vượt suối để tìm kiếm cho mình một vùng đất như ý để tô điểm cho ngôi làng của mình. Chính việc làm của chàng trai được người dân cho là khờ khạo nên gọi là thằng cù lần. Việc làm của chàng trai cuối cùng cũng đến được tay của cô gái. Cảm động trước tình yêu của chàng trai, cô gái và thằng cù lần ở lại rừng sâu xây tổ ấm uyên ương và từ đấy gọi là làng cù lần. Nghe thì cũng khá là thú vị đúng không các bạn? Ngoài ra thì cũng có một cách giải thích khác cho cái tên làng cù lần như sau. Làng là nơi có vô số cây cù lần mọc. Đây là một loài cây dùng để cầm máu và vết thương, sau đó thì được xử lý đẽo gọt để trở thành đồ lưu niệm mang đậm chất rừng núi. Bên cạnh đó thì làng cù lần Đà Lạt cũng là nơi sinh sống của một con vật bé nhỏ mang tên cù lần, trông rất đáng yêu, có nét giống như gấu trúc bởi đôi mắt to đèn lấy. Có nét là giống như khỉ tinh anh và nhanh nhạy. Và đó cũng chính là nguồn gốc nguyên nhân thực sự ẩn sau cái tên làng cù lần đó các bạn ạ. Và để tìm hiểu thêm về địa điểm du lịch Đà Lạt này thì Blog Travel Việt mời các bạn cùng tham khảo những hoạt động vui chơi và giải trí có tại làng cù lần Đà Lạt nhé. Khu du lịch làng cù lần chủ yếu hướng du khách du lịch Đà Lạt tới các hoạt động ngoài trời nhằm thư giãn và hòa mình với thiên nhiên như là đi xe đạp địa hình, săn gà rừng, cưỡi ngựa, thả diều, các hoạt động rèn luyện kỹ năng như là các trò chơi team building khác. Bởi vậy, một trong những hoạt động vui chơi thú vị nhất tại làng cù lần Đà Lạt đó là chèo bè, bắt cá ở làng cù lần. Nếu như bạn yêu thích sông nước thì đừng ngần ngại gì tham gia hoạt động bắt cá trên bè tại làng cù lần Đà Lạt nhé. Ở địa điểm du lịch Đà Lạt này thì có những con cá trắm, cá chép lớn lên tới vài kg mà sau khi bạn câu hay là bắt được có thể đem đi nướng tại chỗ để thưởng thức vị tươi ngon hấp dẫn của chiến lợi phẩm của mình, cũng như là tạo ra sự hào hứng và cảm giác chiến thắng. Hoặc các bạn cũng có thể thử trải nghiệm cảm giác cắm trại ngắm cảnh trên làng cù lần Đà Lạt. Cả gia đình hay là nhóm bạn có thể ngồi chơi trên thảm cỏ rộng tới 1 hecta để tham gia các hoạt động trò chơi như thả diều, cắm trại hay ngồi hóng gió ngắm cảnh tại những ngôi làng cổ kính, thoáng không có vách xung quanh là các trụ gỗ đã lâu đời. Vừa nghỉ ngơi thư giãn vừa thưởng thức những đồ ăn thật ngon không gì sánh bằng phải không nào. Đây là hoạt động vui chơi thu hút ở làng cù lần Đà Lạt mà bạn nên thử đó nha. Nếu bạn là người hiếu động, thay vì ngồi hóng gió ngắm cảnh thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình những trải nghiệm thú vị khác như là đạp xe hay cưỡi ngựa dạo quanh những cánh đồng lớn để chúng ăn cỏ. Ngoài ra thì những con suối trong lành mát lạnh ở địa điểm du lịch Đà Lạt này chính là nơi để bạn có thể tắm tiên trước khi tắm lại bằng nước lạnh, cảm giác hòa mình với cây cỏ thiên nhiên. Chắc chắn sẽ vô cùng thú vị, ngại gì mà không thử đúng không nào? Sau một ngày hoạt động vui chơi mệt mỏi, nếu như bạn vẫn còn đủ năng lượng thì có thể tiếp tục tham gia vào hoạt động giao lưu cồng chiêng với cái người dân tộc tại địa điểm du lịch Đà Lạt hấp dẫn này và tận hưởng trọn vẹn cái không khí về đêm của người dân vùng cao nguyên nắng gió. Hoặc bạn cũng có thể thử cái cảm giác trải nghiệm leo núi cù lần. Núi đồi ở làng cù lần không quá cao nhưng cũng khá vất vả để leo được lên tới đỉnh núi đó nha. Bạn sẽ không hề thất vọng khi được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt vời của rừng thông xanh ngút ngàn chỉ có thể thấy được khi ở trên đỉnh núi của làng cù lần Đà Lạt mà thôi. Hoặc chụp hình cưới tại làng cù lần cũng là một trong những lựa chọn lý tưởng của các cặp đôi. Làng cù lần không chỉ có cảnh đẹp lãng mạn mà ý nghĩa về câu chuyện thằng cù lần cũng là minh chứng cho tình yêu chân thật. Từng viên lót đường, từng cành hoa tự tay chàng trai xây nên ngôi nhà để được bên người mình yêu mãi mãi. Đây cũng chính là lý do vì sao mà các cặp đôi yêu nhau chuẩn bị về chung một nhà thường hay chọn làng cù lần Đà Lạt là nơi chụp hình cưới cho mình. Hoặc bạn cũng có thể chọn trải nghiệm tour xe địa hình khám phá làng cù lần Đà Lạt. Tour xe trip sẽ đưa cho các bạn khám phá khu bảo tồn làng cù lần. Tại địa điểm du lịch Đà Lạt này thì các bạn sẽ làm quen với những chú cù lần có đôi mắt hiền lành và cực đáng yêu. Tiếp đến thì bạn sẽ được tham quan tìm hiểu về cây cù lần, một loài cây có sức sống mãnh liệt được mệnh danh là loài cây bất tử. Hàng năm vào mùa khô để chống cháy rừng người ta đã đốt những tán rừng lá thấp và cây cù lần đã bị đốt cháy thành cục than. Nhưng khi mùa mưa đến ngay những hạt mưa đầu tiên thì cây cù lần lại lập tức tái sinh, một tàn lá mới thật kỳ diệu và thật đẹp phải không nào? Hoặc các bạn cũng có thể tham gia trải nghiệm giao lưu cồng chiêng tại làng cù lần. Chương trình tour giao lưu văn hóa cồng chiêng Đà Lạt thì các bạn sẽ cùng hòa mình vào đêm hội với những lời ca tiếng hát điệu múa tiếng cồng chiêng. Đêm hội cồng chiêng tại làng cù lần thì bạn có thể hòa mình cùng với những chàng trai cô gái trong buôn làng nhảy múa quanh bếp lửa hồng bập bùng cùng nhâm nhi những chén rượu cần và thưởng thức món thịt rừng nóng hổi. Hoặc bạn cũng có thể chọn cách trải nghiệm hòa mình vào xóm cờ ho ở làng cù lần. Đến với xóm cờ ho thì bạn sẽ thưởng thức những ly cà phê tuyệt vời. Là một người thích cà phê thì sẽ không bao giờ quên được. Xóm cờ ho là thu nhỏ cuộc sống của người dân cờ ho tại địa điểm du lịch Đà Lạt này. Và bạn biết không, ở làng cù lần có một ngôi chợ chòm hổm vô cùng thú vị. Chợ chòm hổm thật ra là một nhà sàn bày bán các vật lưu niệm, rất nhiều món hàng lạ như là phiên bản nhà mồ, vỏ cây, gùi, trái bầu khô.
Và tại làng Cù Lần cũng có một ngôi nhà rông. Ngôi nhà rông là một kiểu nhà sàn đặc trưng. Đây là ngôi nhà cộng đồng như đình làng người Kinh, dùng để làm nơi tụ họp trao đổi thảo luận của người dân làng trong các buôn làng trên Tây Nguyên, hoặc còn là nơi đón khách theo phong tục của người Ba Na. Dù là khách riêng của gia đình hay chung của làng đều có thể đến đây để tham quan. Các bạn đã thấy rồi, ở làng Cù Lần có rất nhiều trải nghiệm thú vị mà các bạn có thể thử qua. Và sau đây sẽ là một thông tin mà đảm bảo là bất cứ bạn nào muốn đi tham quan làng Cù Lần cũng muốn biết nè. Đó là những món ăn ngon ở làng Cù Lần Đà Lạt. Nói về những món ăn ngon ở làng Cù Lần Đà Lạt thì phải nói rằng ở Đà Lạt có đặc sản gì thì tại địa điểm du lịch Đà Lạt này có đặc sản đó. Cụ thể như là cơm lam. Đến làng Cù Lần thì phải thưởng thức cơm lam. Đó là câu nói mà rất nhiều du khách du lịch Đà Lạt khám phá làng Cù Lần thường rỉ tay nhau khi đến với đây du lịch. Cơm lam là cơm được nấu trong ống tre, ống nứa, cơm có vị thơm dẻo ngọt của nước tre, nước dứa. Để làm nên những phần cơm lam thơm lừng, hấp dẫn đòi hỏi bàn tay tài hoa của người đầu bếp dân tộc phải khéo léo trong khi nướng. Cơm lam được chọn lên bàn ăn vẫn còn ống tre. Khi ăn thì du khách du lịch Đà Lạt phải tách hai thanh tre ra. Món cơm này sẽ ngon hơn khi dùng chung với thịt nướng như là thịt heo rừng nướng hoặc thịt gà nướng. Và tất nhiên món tiếp theo đặc sản tại làng Cù Lần Đà Lạt mà các bạn có thể thử đó chính là thịt heo rừng nướng ngói. Món thịt heo rừng nướng ngói nóng hổi thơm ngon ở Đà Lạt cho thực khách thưởng thức. Thịt heo rừng nướng ngói là món ăn vô cùng hấp dẫn. Thịt heo sau khi được ướp gia vị đầy đủ sẽ được bỏ lên nướng trên một tấm ngói. Nướng ngói làm cho thịt heo rừng trở nên dai ngon hơn, hương vị đậm đà hơn và lôi cuốn người ăn hơn. Thịt heo rừng nướng ngói ở làng Cù Lần Đà Lạt thường ăn kèm với cơm lam. Một phần thịt heo rừng nướng ngói sẽ gồm có thịt heo rừng đã ướp sẵn và một số loại rau củ nướng kèm với nấm, đậu bắp, ớt chuông, cà tím. Hoặc bạn cũng có thể thử món gà đồi nướng. Gà đồi nướng cũng là món ăn đặc sản được nhiều du khách du lịch Đà Lạt yêu thích khi đến với làng Cù Lần. Những chú gà đồi dùng để làm món ăn này được nuôi ngay tại làng. Sau khi được làm sạch và tẩm ướp với nhiều loại gia vị thì gà sẽ được nướng trên than hồng đến khi chín vàng. Gà đồi nướng ăn kèm với nhiều loại rau rừng và cơm lam. Trong tiết trời se lành lạnh của Đà Lạt mà được thưởng thức một miếng thịt gà đồi nướng nóng hổi thơm phức. Vậy thì sau khi vui chơi ăn uống no say rồi, nếu như các bạn vẫn còn yêu thích địa điểm du lịch Đà Lạt này chưa muốn rời đi thì buổi tối chúng ta sẽ ở đâu? Như Blog Travel Việt đã có nói ở trên thì tại địa điểm du lịch Đà Lạt này còn có dịch vụ lưu trú và sau đây sẽ là một số bảng giá lưu trú tại làng Cù Lần Đà Lạt để các bạn có thể tham khảo. Bạn có thể chọn resort nghỉ dưỡng giữa rừng hoa. Khu nghỉ dưỡng tại làng hoa bao gồm 2 căn villa riêng biệt, mỗi căn có 3 phòng, phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Villa dành riêng cho 4 khách với phòng ngủ 2 giường đôi rộng 1m8 và nội thất được trang bị đầy đủ tiện nghi và sang trọng. Và mức giá tham khảo cho một căn villa này đó là 2.500.000 đồng một căn một đêm. Hoặc bạn có thể chọn lưu trú tại khách sạn bungalow thượng hạng tiêu chuẩn 4 sao nếu như muốn ở lại qua đêm tại làng Cù Lần Đà Lạt. Giá khách sạn nguyên căn là 1.500.000 đồng một căn một đêm. Khách sạn trang bị đầy đủ tiện nghi sang trọng tiêu chuẩn 4 sao và đặc biệt là khách sạn có 11 căn. Mỗi căn ở 2 người, tối đa là 4 người và phụ thu giường phụ là 200.000 đồng một người. Hoặc bạn cũng có thể chọn một cách lưu trú khác đậm chất Tây Nguyên tại làng Cù Lần Đà Lạt. Đó là nghỉ lại qua đêm tại nhà sàn Sơn Cước. Tất cả có 6 căn, sức chứa mỗi căn là 10 người. Nhà sàn được trang bị gối, nệm và mền. Giá thuê nguyên căn là 2.000.000 đồng một căn và sử dụng nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Và một cách lưu trú khác tại làng Cù Lần Đà Lạt mà nhiều du khách hay lựa chọn đó là cắm trại giữa làng. Mỗi lều rộng 12m2 và sức chứa 10 người. Sàn cách mặt đất là 20 xăng và có tấm cách nhiệt, được trang bị túi ngủ mềm, có gói, vệ sinh chung ở bên ngoài. Và ở trên đây là tất cả những thông tin liên quan tới làng Cù Lần Đà Lạt rồi. Từ giá vé, từ hoạt động vui chơi đến ăn uống nghỉ ngơi. Vậy thì rút ra một câu là chúng ta có nên đi tham quan làng Cù Lần Đà Lạt hay không? Nên hay không nên đi làng Cù Lần Đà Lạt quả là một quyết định khó cho nhiều người. Thứ nhất là đi đường đến làng Cù Lần Đà Lạt rất đẹp nhưng khá nguy hiểm, nhiều gốc cua gốc và cũng khá xa. Thứ hai là giá vé tham quan tại làng Cù Lần và những dịch vụ đi kèm thì cũng không phải là rẻ. Thứ ba là để cảm nhận hết cảnh đẹp của làng Cù Lần Đà Lạt thì bạn cần phải có một thể lực tốt. Ở địa điểm du lịch Đà Lạt này không yêu cầu thể lực cao đâu nhé. Vì đi bộ khá nhiều và đứng cũng hơi dốc cho nên người quá yếu sẽ không đi được hết đâu. Nhưng bù lại là những điều tuyệt vời mà mình đã giới thiệu ở trên. Vậy kết luận, nếu như bạn không có vấn đề gì về sức khỏe thì theo như Blog Travel Việt khuyên là các bạn nên thử đến làng Cù Lần Đà Lạt một lần nhé. Và sau đây sẽ là những điều lưu ý khi tham quan làng Cù Lần Đà Lạt mà các bạn cần phải nhớ nè. Đường vào làng Cù Lần rất đẹp nhưng mà khá vắng vẻ và có nhiều khúc cua khá nguy hiểm. Bạn nên đổ xăng đầy bình, không chạy quá nhanh và cũng không nên đi về quá muộn. Vào khu du lịch làng Cù Lần Đà Lạt có hai lựa chọn cho bạn, một là đi bộ xuống làng, hai là đi xe jeep.
Đối với người yếu hoặc là có tiền sử bệnh tim mạch, cao huyết áp nặng thì không nên đi. Bên trong khu du lịch làng Cù Lần Đà Lạt có nhiều động vật, ao hồ nguy hiểm, mọi người nên kiểm soát, đặc biệt là nếu như đến đây có thêm trẻ nhỏ nha. Đến với làng Cù Lần Đà Lạt thì bạn sẽ tìm được cảm giác bình yên với mô hình du lịch hòa nhập cùng với thiên nhiên, chắc chắn sẽ mang lại cho bạn một chuyến du lịch văn hóa nhiều ý nghĩa. Bởi vậy các bạn cũng đừng quên chia sẻ lại những kỷ niệm vui của mình trong chuyến du lịch đến làng Cù Lần Đà Lạt trong video này nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên đăng ký like, share, nhấn chuông để nhận thêm nhiều video chia sẻ thông tin, kinh nghiệm du lịch Đà Lạt hữu ích khác của Blog Travel Việt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.